6 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 6 năm 2019. Ngày hôm nay thì mình có hẹn với anh Xuân chạy bộ ở nước Đức. Thực sự thì chạy bộ không phải là sở thích của mình. Mình là dân biển cho nên là sở thích của mình là bơi lội. Nhưng mà quay trở lại với chủ đề của video ngày hôm nay, đó chính là chi phí sinh hoạt. Và có rất là nhiều bạn hỏi mình là khi mà mình đi du học nghề ở Đức á, thì có cần thêm tiền của ba mẹ gửi từ Việt Nam sang hay không? Thì mình xin trả lời là không. Và hôm nay thì mình xin chia sẻ cho mọi người biết về cái chi phí sinh hoạt của mình tại nước Đức. Và mình xin nhắc lại là cái bang của mình là cái bang Sachsen. Đây là một cái bang có chi phí sinh hoạt thấp nhất ở nước Đức. Mời mọi người tham khảo. Đầu tiên đó chính là tiền nhà. Nếu như mọi người chưa biết á, thì mình ở trong một cái căn nhà người ta gọi là Studio Wohnung hoặc là Student Wohnung. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều nằm ở trong một cái căn phòng duy nhất. Mình có một cái giường ngủ trong cái phòng ngủ. Mình có một cái bếp riêng trong cái phòng ngủ của mình. Và mình cũng có một cái toilet riêng, một cái phòng tắm riêng dành cho mình trong cái phòng ngủ này. Tổng diện tích của căn phòng là 20m² và chi phí để mà mình trả cho cái căn nhà này là 175,50 euro cho một tháng. Đây chỉ là chi phí thuê căn phòng này cũng như là chi phí sưởi, chi phí nước. Còn ngoài ra các bạn phải trả thêm những cái chi phí sau đây mà mình liệt kê. 30 euro tiền internet, 26 euro tiền điện. Và một chi phí ói âm nữa đó chính là phí radio. Đây là một chi phí các bạn bắt buộc phải đóng. Các bạn có thể tự đóng một mình hoặc là các bạn có thể sống chung với nhiều người khác trong cùng một cái căn phòng hoặc là cùng một cái căn nhà, thì mọi người sẽ chung tiền lại đóng. Phí này sẽ tốn khoảng 17,50 euro một tháng. Xin lưu ý với các bạn là khi mà mọi người thuê nhà riêng á, thì đa số những căn nhà đó đều là một cái căn nhà trống không, hoàn toàn không có cái gì cả. Và những cái đồ nội thất mà trong cái căn nhà mình đang ở đây là do khách sạn của mình cho. Và nếu mà mọi người may mắn gặp những bạn nào, sinh viên nào mà muốn chuyển đi nơi khác mà để lại toàn bộ nội thất cho các bạn á, thì điều đó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn nếu mà không phải tự mình đi mua nội thất. Và còn một cái chi phí nữa khá là quan trọng nhưng mà mình thấy rất là ít các bạn nói đến, bởi vì các bạn đa số đều là ở ký túc xá. Nhưng mà nếu mà mọi người ở một cái nhà riêng, một cái phòng riêng như mình á, thì cần phải lưu tâm đến, đó chính là Nacht Salon. Nếu như ở Việt Nam á, tiền điện, tiền nước thì các bạn dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Còn ở Đức thì người ta sẽ tính đầu người trong cái căn phòng đó, sau đó thì người ta sẽ quy chuẩn ra một cái tỷ giá nhất định và hàng tháng các bạn sẽ trả một cái mức giá đó. Ví dụ như là mình trả 26 euro tiền điện cho một tháng, nhưng mà sau một năm nếu mà mình sử dụng điện quá 26 euro hoặc là nếu sử dụng lò sưởi, sử dụng nước quá nhiều so với cái mức quy định mà người ta đưa ra thì các bạn bắt buộc phải nộp tiền thêm. Đây là một cái vấn đề mà mình đã rất là đau đầu trong năm 1, bởi vì năm đầu tiên mình phải đóng 650 euro tiền lò sưởi. Nếu các bạn tiết kiệm á, mà sau một năm đó các bạn dùng không đến cái mức mà người ta đưa ra thì người ta sẽ trả tiền lại cho các bạn. Đó là một cái hay ở nước Đức cũng như là một cái đau đầu khi mà các bạn sử dụng quá tay, vung tay quá chán kiểu như vậy. Tiếp theo đó chính là chi phí đi lại. Sau đây là cái giá vé tại cái nơi mà mình đang sinh sống. Vé năm các bạn sẽ mất 44 euro cho một tháng. Vé tháng các bạn sẽ mất 92 euro cho một tháng. Vé tuần. Như vậy các bạn có thể thấy là cái vé năm là một cái vé khá là rẻ cũng như là khá là tiện lợi đối với các du học sinh, đúng không?
Đối với các bạn nào thường xuyên di chuyển, ví dụ như là sống một nơi, học một nơi, làm một nơi, thì các bạn nên mua vé năm sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Còn vé tháng thì sẽ dành cho những bạn là học một tháng, đi làm một tháng, kiểu kiểu như vậy. Còn vé tuần là vé dành cho mình. Vậy vị chi là một tháng mình sẽ tốn khoảng 44 euro. Chắc là mọi người đang tự hỏi là tại sao mình không cứ mua cái vé 44 euro một tháng mà mình lại mua cái vé 22 euro một tuần. Bởi vì á, mình học một nơi nhưng mà mình làm việc và mình ở thì chỉ có một nơi. Cho nên là khi mà mình đi học thì mình sẽ mua vé tuần. Còn khi mà mình đi làm á, thì mình chỉ cần đi bộ 3 phút là tới cái công ty của mình đang làm. Và ở nước Đức á, thì có rất là nhiều kỳ nghỉ khác nhau. Khi mà cái kỳ nghỉ đó diễn ra thì các bạn sẽ không phải đi học. Một là các bạn đi làm, hai là các bạn xin nghỉ phép các bạn ở nhà. Cho nên là mình sẽ tiết kiệm được 22 cho đến 44 euro một tháng nếu mà tháng đó mình không đi học. Đỡ hơn rất nhiều đúng không? Còn khi mà các bạn muốn đi chơi thì các bạn chỉ cần mua một cái vé ngày đơn giản 7,4 euro. Đó là cái cách mà mình tiết kiệm trong cái chi phí đi lại. Tiền ăn uống ở du học nghề sẽ khác với tiền ăn uống của du học hệ đại học hoặc là hệ cao học. Bởi vì khi mà các bạn đi học nghề, nhất là nghề điều dưỡng, khách sạn, nhà hàng, thì các bạn sẽ được ăn 1 cho đến 2 bữa ngay tại cái công ty mà các bạn đang thực tập. Các bạn chỉ cần tốn tiền ăn vào những lúc mà các bạn ở nhà tự nấu hoặc là những lúc mà các bạn đi học. Thường thì mình sẽ mua một bao gạo 18kg và mình ăn trong vòng 4 cho đến 5 tháng. Một cái bao gạo như vậy là có giá 25 euro. Năm đầu tiên thì mình tiêu khoảng 80 euro tiền ăn cho một tháng. Năm thứ hai thì khoảng 120, còn năm thứ ba thì khoảng 150 cho đến 200 euro một tháng. Với 80 euro trong năm đầu tiên thì những người bạn đồng hành luôn luôn ở bên mình đó chính là mì gói và bánh mì gói. Và hồi đó mình rất thích đi làm bởi vì khi mà đi làm các bạn sẽ được ăn ở khách sạn, cho nên là các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền nữa cho việc ăn uống khi mà đi du học nghề. Đây chính là sự thật của du học nghề Đức. Nếu mà mọi người đang tự hỏi là anh ơi, trong vòng 1 năm cho đến 3 năm thì em có thể làm để trả nợ cho gia đình em hay không? Thì mình xin trả lời luôn là các bạn dư 1 tháng chỉ có 30 euro thì tiền đâu mà trả nợ. Mình nhớ không lầm là năm đầu tiên mình về phép là năm 2016. Trong tay mình cầm lúc đó là 400 euro, 10 triệu đồng. Tiền mình để dành và cũng như là cái tiền lương, cái tháng đó mình về phép nên mình rút lương mình mang về luôn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, trong những năm gần đây á, thì cái lương của ngành khách sạn nhà hàng cũng cao lên khá là nhiều. Chưa kể hàng tháng các bạn còn được nhận tiền bo nữa. Cho nên là cái mức lương này sẽ không có xảy ra đối với các bạn đâu, mình hy vọng là vậy. Bởi vì ngày xưa mình là thằng có cái mức lương thấp nhất trong đoàn của mình đi luôn. Vừa rồi là ba cái chi phí chính mà các bạn bắt buộc phải có khi mà đi du học. Và còn rất là nhiều những cái chi phí lặt vặt khác, ví dụ như nạp cạc điện thoại hay là mua những cái đồ linh tinh, ví dụ kem đánh răng, bóp đánh răng, vân vân và vân vân. Đó là những thứ mà mình chưa kể đến. Mình nhớ là năm đầu tiên vì mình không có tiền cho nên là mình không dám sử dụng sim điện thoại luôn. Mình chỉ mua một cái sim mà mình lắp vô máy, còn không hề nạp cạc trong năm đầu tiên. Chỉ để nghe thôi. Sau đó về lấy laptop kết nối với internet để nhắn tin lại cho bạn, cho bà thôi, chứ mình không hề có dùng cạc điện thoại. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video này và mình hẹn mọi người trong những video lần sau. Mình là Hải, nhớ bấm đăng ký và bấm like để ủng hộ mình nha.